xin chào mọi người tiện mồm chào luôn admin đẹp trai hôm nay mình xin phép kể cho mọi người nghe chuyện tình oan gia ngõ hẹp của vợ và mình chuyện tình đã không ít lần khiến cho vợ chồng mình cơm chẳng ngọt canh chẳng lành vợ và mình quen nhau khi tham gia câu lạc bộ thể thao của trường tìm hiểu được một thời gian cuối cùng bọn mình cũng trở thành gia đình của nhau trước kết hôn em cũng đề cập đến việc là fan chân chính của đội bóng manchester city nhưng mình không để ý lắm Do xung quanh cũng có kha khá bạn nữ cũng tự nhận mình là fan bóng đá Nhưng thực ra chẳng biết gì À tiện thể mình cũng giới thiệu luôn Mình là một Manusian Một fan cứng 20 năm của Manchester United nhé Cho ai không biết Thì Man City và Man United Là một trong những kỳ phùng địch thủ của nhau Hôm về ra mắt gia đình Biết anh trai mình cũng fan MC Vợ mình chào bố mẹ mình Rồi quay sang nói với anh mình Chào anh, em cũng fan MC đấy ạ à? Em nói xong thì khiến cả nhà được dịp cười rầm lên Ai cũng bảo là em xinh gái, thông minh các kiểu balabala Vì nhà mình cũng là fan MC Và rồi đêm tân hôn cũng tới Mình đã tắm rửa chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ để vào trận Vợ mình cũng chuẩn bị vào trận Nhưng mà là trận bóng đá à nha Mọi người đừng có nghĩ bậy Lúc này mình mới biết đã đánh giá thấp đam mê của vợ thế nào Vợ mình đọc van vách tên các cầu thủ trong đội hình Không những thế còn nói về chiến thuật Đội hình đá có phù hợp hay không Và từ đấy Mình bắt đầu chuỗi ngày bị vợ gọi dậy xem bóng đá xuyên đêm May mà Man City đá sớm nên đừng ngủ đủ giấc. Đen thì một tuần thức hai đêm. Đã thế khi thua thì vợ ngồi phân tích trận đấu. Jack 100 triệu bản mà ngoài cái đẹp trai đá đấm không ra thể thắm cống rảnh gì. Phế vật. Hay là trời ơi, đội đã có hai ông thần gỗ rồi, lại thêm cả Mares nữa. Nhưng mà nếu mình chê một câu là vợ mình dỗi lôi cả tổ tông họ hàng MU ra chửi luôn ạ. À. Nào là Ronaldo già đá tù, mát hai ốc chó phế vật, lão tôn bắt ngu các kiểu, mà bình thường em ấy kiểu mạnh mẽ lắm, chưa từng rơi lệ. Nhưng khi City thua trận chung kết cúp C1 trước Chelsea và mất tấm vé dự chung kết trước Real, em ấy khóc lên khóc xuống, khóc chảy nước mũi luôn. Phải mất cả tuần mới vui vẻ trở lại. Có lúc mình hỏi, nếu phải chọn giữa anh và Man City em chọn gì? Mọi người biết cô ấy bảo sao? Cô ấy bảo, anh à, đừng hỏi ngu như thế chứ. Em yêu anh, nhưng anh giống như MU và C1 vậy. Không có cửa. Thôi vào hang tiếp đi, thương anh. Trời ơi, con tim đúng vỡ vụ thành nghìn mảnh luôn á. Nhiều lúc mệt mỏi là thế nhưng mà vẫn vui lắm. Hai vợ chồng cứ chán là lại lôi câu lạc bộ ra khịa nhau. Nào là 99% thắng mà vẫn thua, như đáy xã hội không có quyền lên tiếng. Lúc vờ dỗi thì chỉ cần khen MC một lúc là em lại như chưa có gì xảy ra. Và cả trận nào thắng, hai đứa hôm sau lại đi nhà hàng, đi chơi. Rồi năm nào cũng được sang anh ít nhất một hai lần, một lần để chơi tham quan. chín phần là xem bóng đá, từ ngày cưới vợ mình chuẩn fan khối thịnh vượng chung thành man luôn nói chung là vui lắm các anh em nào mà có bạn gái hay là quen bạn nữ fan bóng đá chân chính nhanh tay rước về làm vợ đi à nha hai đi rồi comment luôn chúc mọi người một ngày vui vẻ còn bây giờ mu đang chuỗi thắng thì gãy to lên anh em chào mọi người em là hoàng năm nay 24 tuổi em còn có một đứa em trai năm nay 15 tuổi cùng cha cùng mẹ tự thấy bản thân mình đẹp trai hơn thằng em rất nhiều. ấy thế mà sao nó lạ lắm mà nha. Nó thì hôm nay đi chơi với bạn nữ này, ngày mai lại thấy mua kem cho bạn nữ khác. Còn em thì tới tận bây giờ chưa có mối tình đầu. Không phải là không ai thích, mà là tính em lạ lắm. Em cảm giác không hứng thú với ai cả. Hay là do em bị bê đê. Cho đến một ngày lướt dạo trên Instagram, thấy có một bạn nữ có ảnh đại diện rất xinh xắn lại còn dễ thương. Chẳng suy nghĩ gì, em ấn yêu cầu theo dõi ngay. Không bao lâu mà em đã được đồng ý yêu cầu, Xem qua story nổi bật Qua những tấm ảnh thường ngày mẹ em mới biết hai đứa cùng quận Trông rất chững chạc nhưng lại có phần đáng yêu Nhưng cơ hội này Em liền rep story mẹ mấy đăng Đó là một con mèo nhỏ đang ngáy kho kho Chẳng hiểu sao Lúc đó em lại rep hỏi Đây là con mèo của cậu hả Trông chớp mắt thôi em ấy đã trả lời Không đâu là con khỉ đó cậu Nói chuyện qua lại được mấy câu Em có hỏi em ấy bao nhiêu tuổi Và sinh viên năm mấy rồi Rồi con giới thiệu Tới năm nay 24, sinh viên năm cuối Sau một hồi, em ấy mới thả con mặt cười Rồi thẳng nhiên nói Em mới 15 tuổi thôi Trời ạ, dạ, mình đang nói chuyện với một con bé Bằng tuổi em trai mình, thua mình tận 9 tuổi Thế sao nhìn trên ảnh em lớn thế Nói 23 hay 24 tuổi người ngoài còn tin Em ấy cũng tự nhận Là mình có lớn trước tuổi và cao tận 1 mét 7 cơ Em nghe xong mà sốc toàn tập luôn Rồi đến một ngày Hai đứa đi uống nước Em ấy cũng ậm ừ một hồi rồi cũng đồng ý Em ấy bảo do chưa bao giờ đồng ý một người lạ thế này Nên cũng ngại lắm Ngày hẹn cũng đã đến Em chọn bộ đồ lịch sự nhất Thật sự mà nói Em cũng đã sẵn sàng khi phải đối mặt với mặt Vì đã nghe rất nhiều chuyện con gái trên mạng và ngoài đời khác nhau thế nào Đến khi gặp em Đúng là bất ngờ thật mọi người ơi Em ấy xinh hơn trong ảnh rất nhiều Cao ráo dễ thương Em cảm thấy ông trời không phụ lòng mình bao năm qua ế chỏng vó ra rồi Đã vậy Giọng Hà Nội của em ấy còn rất ngọt nữa Em và em ấy ngồi nói liên thuyên còn nhiều hơn là lúc nhắn tin. Tới lúc này em mới biết, em chẳng những xinh đẹp mà còn có gia thế ngút trời. Em ấy kể bố mẹ đều làm công an, vì vậy mà còn được học võ taekwondo từ nhỏ. Hình như là sắp lên đai đen rồi. Đến lúc này em cảm thấy hơi ráng, vì lỡ đụng chạy với một tí thôi, thì không biết cuộc đời còn lại sẽ đi về đâu. Bố mẹ còn mở công ty riêng, em ấy thì được học trường quốc tế học phí vài trăm triệu một năm. Em cảm thấy không biết bản thân có còn xứng với em hay không nữa hay chỉ là một thằng già nhắn tin như bạn bè với em hàng ngày thôi. Về đến nhà, em ấy vẫn nhắn tin hỏi em đã về nhà an toàn chưa, còn em thì ngượng đi hẳn, chỉ nói qua loa vài câu rồi lấy cớ mệt cần đi ngủ. Hơn một tháng, em và em ấy cũng chẳng nhắn tin gì nữa, em ấy thì vẫn up story đi chơi, đi học với bạn như bình thường. Em lấy hết dũng khí mà nhắn tin cho em ấy trước, cũng như mọi lần, em ấy trả lời tin nhắn rất nhanh. Em xin lỗi vì mấy hôm nay không nhắn tin cho em ấy, em ấy liền hỏi thẳng em, Bộ lúc đi uống nước Anh thất vọng về em lắm sao Em tưởng anh đã block em rồi Em mới chợt tỉnh táo lại Thì ra em ấy vẫn chờ tin nhắn của em Nhưng cũng không dám nhắn trước Em nói rằng bản thân cảm thấy không xứng với em ấy Thật ra là em đã thích em ấy luôn rồi Nhưng sau khi đọc dòng tin nhắn của em ấy Làm em sốc hơn Thật ra bố mẹ em ấy đã ly dị Mẹ cũng nghỉ việc để đưa em ra nước ngoài sống Tuần sau lại máy bay rồi Thật vậy Đến ngày em ấy đi em ấy còn gửi cho em tấm ảnh em ấy ở ngoài sân bay Còn voi chat cho em là Tạm biệt ông chú nhé Giọng em ấy vẫn dễ thương như ngày nào Như thế này thì có là bị ngu không hả mọi người Vì sự nhút nhát của bản thân Mà em không còn giữ được tình yêu của mình Lúc trước thì nói bọn trẻ con biết gì đâu mà yêu Bây giờ thì đi tương tư một con bé Kém mình tận 9 tuổi Bây giờ muốn gặp em ấy lại càng không thể nữa Em và em ấy vẫn nhắn tin cho nhau Nhưng vì lệch múi giờ tận nửa ngày Nên những dòng tin nhắn ngày càng ít đi Thực sự em rất nhớ em ấy Em có nên tiếp tục mối quan hệ này không mọi người? Xin chào bếp và chào tất cả mọi người đang nghe câu chuyện này Hôm nay em quyết định sẽ up một bài bóc phốt cô bạn học cùng khối của em tên là Lan Em xin phép không giấu tên vì bạn ấy quá là hãm luôn mọi người Giới thiệu qua một chút, em tên là Bảo Ngọc, hiện đang học lớp 9 ở một trường nội chú. Em có ngoại hình khá ưa nhìn, xinh xắn, cao, Gia đình em thì thuộc dạng khá giàu Lan học cùng khối với em Ngoại hình cũng bình thường Nhà Lan thuộc hộ nghèo Mẹ bạn ấy ốm đau bệnh tật Bố Lan mất sớm Lan có một chị gái đang đi làm công ty Em thì học lớp B Còn Lan học lớp A Em với Lan có quen nhau lúc đầu năm vừa xuống học Dần dần hai đứa nói chuyện với nhau Và trở nên khá là thân Mà tính Lan thì có mới nối cũ Lúc Lan có bạn thân mới học cùng lớp Ở cùng một phòng Lan bắt đầu xa lánh em nói xấu em về các bạn cùng phòng, may mắn em lại có một đứa bạn khác ở cùng phòng Lan nên đã kể hết cho em. Từ đấy hai đứa bọn em bắt đầu ghét nhau từ năm lớp 6 cho đến năm lớp 9. Lan bị mọi người xa lánh vì cái tính kiêu căng, hay chửi các bạn cùng lớp, dẻo mồm để lấy lòng mọi người. Đặc biệt là cái trình bốc phét phải nói là vươn đến tầm vũ trụ luôn. Khi bị mọi người xa lánh, Lan bắt đầu tìm đến em. "Xin lỗi em đủ thứ, em cũng thấy tội" nên cũng nói chuyện với bạn ấy bình thường nhưng không còn coi Lan là bạn thân. Hôm ấy anh shipper gọi em ra cổng trường lấy hàng. Vừa lên đến phòng, đã thấy Lan ngồi trên giường đợi. Em hỏi Lan tìm em có việc gì thì Lan bảo sang chơi. Thấy em vừa bốc hàng ra thì Lan chạy lại giật lấy áo em rồi khen. Uầy, áo đẹp thế, mày mua ở đâu đấy? Em đáp mua ở Shopee. Đôi mắt Lan bừng sáng trước cái áo của em. Lan bảo, mày cho tao mượn áo này được không? Em nói áo này vừa mua, chưa được mặc lần nào luôn. Em có áo khác, hỏi lan có muốn mượn không lan lại nói thôi tao thích mượn áo này hơn cho tao mượn đi tao hết áo mặc rồi bằng một siêu năng lực nào đó mà em lại cho lan mượn mọi người ạ à. trời ơi nghĩ lại tại sao lúc đó mình ngu thế không biết vậy là lan mượn áo em được một tuần mặc tổng cộng bốn lần làm em xém quên đấy là áo của mình luôn á mọi người hôm đó em qua đòi lại áo lan còn tỏ ra thái độ không ưa ném áo cho em rồi bảo này, mày mặc xong nhớ giặt luôn nhá. Có gì tao qua mượn tiếp. Em thấy mặt lòi ra chữ hãm luôn, định cãi lại nhưng mà thôi. Tối hôm đó em mặc áo trắng đấy, qua lớp nó thấy nó đang lườm em chằm chằm, em cũng kệ mẹ nó. Do là học trường nội chú nên bọn em bị học vào buổi tối, nhưng là tự học các mọi người. Lúc ra chơi hết 15 phút rồi, lại trống vào lớp, tự nhiên thằng Hưng qua vỗ vai vào em rồi nói: "Ủa, Ngọc, mày mặc áo của con La lớp B à?" Em quay ra nói Không đây là áo tao mà Mấy bữa trước nó mượn tao ấy Rồi Hưng bảo thấy Lan đang kể về bọn con trai trong lớp Là em mượn áo nó Nó còn bảo là em làm hỏng hay là bẩn Nó đánh em chết luôn Em nghe xong mà ngây người luôn Trời ơi trên đời này mà có cái loại hãm cảnh cạch này luôn á Tự nhiên thấy bọn con trai lớp A qua lớp em rồi hét lên bảo Bảo Ngọc nhá, mày mượn áo Lan đúng không? Mượn áo nó thì nhớ rất cẩn thận, không nó cho mày ăn tát đấy. Bọn bạn của em tức quá liền sang chửi Lan. Lan mặt trơ trơ ra rồi đáp. Ủa, áo tao, tao mặc một tuần nay rồi mà, ai chả biết. Bọn em tức quá liền xin cô lên phòng để lấy lại cái gói bọc hàng cũ mà em chưa vứt. Con Hương bạn em, nó đập cái tờ hóa đơn lên trên bàn của Lan. Do áo em mua là áo local brand của shop Authority trên Shopee nên chỉ cần nhìn vào áo là đã thấy chữ Authority giống với tên shop trên tờ hóa đơn. Lan vẫn không phục, thế là bọn em vào lịch sử mua hàng của em trên Shopee để xem lại. Thì đúng là áo đấy. Lan chẳng biết nói gì, cụp xuống bàn khóc trước bốn mươi ánh nhìn của các bạn trong lớp Lan. Thế là Hương, bạn em cảnh cáo nó, vừa ăn cắp rồi vừa còn la làng. Mày mà còn như thế với bạn tao thì mày xác định. Thế là bọn em về lớp kể lại mọi chuyện cho các bạn cùng lớp nghe cả lớp như được mở mang tầm hiểu biết khi nghe được lại có một người hãm đến thế. Câu chuyện của em cũng dài rồi, em xin hết. Nếu mọi người còn muốn nghe tiếp thì comment xuống nha để Bảo Ngọc lại nạp kiến thức đời sống cho mọi người. Xin chào! Mà hình... Chia tay vì người yêu mồm thối. Xin chào mọi người, mình vừa mới kết thúc mối tình chóng vánh quá nên ngồi lên đây để kể mọi người rút kinh nghiệm đây mình là nam, 22 tuổi, gia cảnh bình thường, hiện đang làm trong công ty diễn thông. Về ngoại hình thì được đánh giá là người ưa nhìn, Tuy vậy do mình ít nói, ngại ngùng nên mãi chưa có người yêu. Cho đến khi được bạn bè giới thiệu cho một người kém mình 2 tuổi, lần này mình cũng mạnh dạn xin tư vấn khắp nơi. Cuối cùng, sau 3 tháng tán tỉnh thì em cũng chịu đồng ý làm người yêu mình. Nhưng hiện tại, em đã trở thành người yêu cũ mất rồi. Nói qua một chút, thì em là một người xinh đẹp, ngoại hình khá, cũng rất ngoan ngoãn, trong 3 tháng tán tỉnh, mình đưa đón em không thiếu ngày nào. Trà, sữa, hoa quả cũng thường xuyên mua cho em. Tuy bận công việc, nhưng cuối tuần mình vẫn cố gắng sắp xếp để đưa em đi chơi, đi ăn. Trong quá trình ấy, thì thấy em cũng bật đèn xanh nên mình cũng mạnh dạn tiến tới. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức nắm tay thôi. Mãi đến khi em đồng ý làm người yêu mình, thì cũng chỉ cho mình thơm má. Ừ thì mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát, thì bóng dân chuyện xảy ra từ tuần trước khiến mọi thứ thay đổi. Hôm ấy là sinh nhật em, mình đã chuẩn bị quà, nến và hoa. Đủ cả, tổ chức cho em một sinh nhật bất ngờ luôn. Chúng mình cùng với bốn người bạn chung nữa có ăn uống nhậu nhạt. Hôm đấy do vui nên mình cũng hơi quá chán. Lúc đưa em về đến cửa thì mình có hôn em. Ban đầu em cũng đẩy ra nhưng sau đó thì cũng nhiệt tình đáp trả mình. Mặc dù có hơi men của bia rượu nhưng mình vẫn ngửi thấy mùi thối mọi người ạ. À. Nó sọc lên mũi mình nên hôn được chút mình liền đẩy em ấy ra ban đầu mình nghĩ là do xung quanh có thùng rác hay gì nhưng không phải hình như là do mồm em có mùi rác các bác ạ à. nhưng để chắc chắn hơn thì mình để hôm sau mới test lại vì lúc đó mình cũng say rồi mình tạm biệt em và ra về thôi hôm sau mình muốn kiểm chứng lại xem có đúng thế không nên mình đã mua đồ ăn qua phòng em chơi trong lúc nói chuyện thì mình cũng thơm má xong dần là hôn môi luôn nhưng đúng như những gì mình nghĩ em bị thối mồm mình cũng cố không nghĩ đến nữa rồi nhưng mà thối quá nên mình lựa lựa đẩy em ra một cách tự nhiên nhất mà hình như em không biết bản thân mình có mùi thì phải mặc dù có tình cảm với em nhưng mà thối quá thì ai chịu được nên mình có mua một bộ nước xúc miệng và xịt thơm miệng chuyên dụng tặng em lúc về em có nhắn tin hỏi sao anh là tặng em đồ này mình cũng đành nói dối bảo anh chăm lo từng chân răng sợi tóc cho bé đây sau đó mấy hôm em hẹn gặp mình vừa gặp mình đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã mắng xa xả vào mặt mình. Có phải anh treo ra khắp nơi là tôi bị thối mồm đúng không? Nên anh mới tặng tôi đồ dùng cho răng miệng chứ gì? Anh coi tôi là trò đùa à? Mình mới bảo, em nói gì vậy anh không hiểu. Anh chỉ nói với mỗi thằng Quang để xin ý kiến mua đồ tặng em thôi. Em mắng tiếp, anh im đi, đừng nói gì nữa, chia tay đi. Sau đó tức giận ra về. Về nhà mình có gọi điện hỏi thằng Quang thì nó bảo, Tao thề á. Tao kể với mỗi cái Quỳnh thôi Tao đã dặn là đừng kể với ai rồi Vậy mà mồm nó cứ đi chơi xa Mình cũng có nhắn tin gọi điện cho em để xin lỗi nhưng không được Vậy là chúng mình chia tay như vậy đó Mọi người nên rút kinh nghiệm tránh gặp trường hợp như mình nha 22 năm độc thân mãi mới có mối tình Mà chia tay nhanh gọn trong 4 tháng Giờ lại quay về cảnh độc thân Ai... <laughs>